Hello mọi người, Mgnomi Game đã quay trở lại rồi đây và hôm nay tôi sẽ lại mang đến cho mấy ông một tựa game kinh dị RPG Maker khác. Nhưng lần này, có điểm đặc biệt hơn chính là tựa game này do chính tay người Việt thực hiện. Ok, không mở bài dài dòng lôi thôi nữa, hôm nay chúng ta sẽ phân tích tựa game Seven Mysteries, 7 điều bí mật của trường học nha. Trước khi vào video thì đừng quên ủng hộ Mi Game bằng cách nhấn like và share video này. Chưa subscribe thì subscribe lại làng cho tôi, bây giờ thì bắt đầu thôi. Tết tới nơi rồi, anh em đã có quần áo mới để mặc chưa nào? Dù có rồi hay chưa có thì cũng lên Goodies mua áo ủng hộ Mi Game thôi nhá. Thiết kế độc quyền sang xịn mịn, mặc vào chứng tỏ là Mi fan, giá chỉ 269k. Đặc biệt 200 anh em đầu tiên mua áo sẽ được tặng kèm theo móc khóa không đụng hàng của Mi Game. Vì đây là đợt áo đầu tiên nên Mi Game tôi chỉ bán số lượng có giới hạn và chỉ bán trong 5 ngày thôi. Mua ngay kẻo lỡ, mua ngay kẻo lỡ. Game bắt đầu với khung cảnh một đôi nam nữ cùng nhau ngồi lại kể chuyện ma về những sự kiện kỳ lạ xuất hiện trong một ngôi trường. Người nữ mở màn trước với một lời dẫn chuyện đầy ma mị. Nghe nói ngôi trường ở phía Bắc có một lời nguyền khiến cho ngôi trường xuất hiện những điều kỳ lạ mà không ai có thể giải thích nổi. Những học sinh trong đó luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và sự ám ảnh. Và cứ sau mỗi ngày, một cái xác mới lại được tìm thấy trong ngôi trường đó. Lần này mới nhất là một cậu học sinh lớp 10. Sau đó game sẽ đưa chúng ta vào chương 1, The 13 Step, bậc thang thứ 13. Lúc này chúng ta điều khiển một nam sinh tên là Sang. Sang đến trường vào lúc nửa đêm vì phải đi tuần tra cùng với một nữ sinh tên là Mi. Lời của Mi nói có gì đó kỳ lạ. Cô nói rằng lần này phải làm thật nhanh đấy, tôi không muốn lại như lần trước đâu. Tôi đi trước đây, chậm chần là chết đấy. Sau đó Mi đi trước để Sang đi tuần tra một mình. Trong lúc đang tuần tra, bỗng nhiên có một tiếng thét vang lên trong ngôi trường vắng. Đó là tiếng thét của Mi, cùng với đó là một tiếng động dữ dội xuất hiện. Mặc dù rất sợ hãi, thế nhưng Sang vẫn quyết định đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Mi. Đèn trong trường học chớp tắt liên tục, đột nhiên đèn pin của Sang hết pin. Ngay sau đó, trong lớp 10C, bỗng vang lên tiếng cổ kính bị vỡ. Sang nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa của Mi hoặc là một người mới. Sang quyết định sẽ dừng trò đùa của Mi lại bằng cách vào lớp 10C để bắt đứa bạn của mình. Bước vào phòng học 10C, cậu tìm thấy một cục pin dùng cho đèn pin. Lúc này Sang nhận ra rằng cửa phòng 10C đã bị khóa, như vậy tức là không phải Mi đang đùa dai với cậu. Sang dường như nhận ra điều gì đó, cậu bối rối, lo lắng và hoảng sợ. Một lúc sau, Sang nhớ ra được điều gì đã khiến cậu vào căn phòng này, chính là tiếng kính vỡ. Cậu tiến đến gần khu vực cửa sổ, cậu thấy một cục đá nằm trên sàn. Có lẽ ai đó đã ném cục đá vào cửa sổ và tạo ra tiếng kính vỡ. Sang nhìn qua cửa sổ, hình như có người ở phía sau, cảm thấy hoang mang và nhận ra mình phải đi tìm Mi ngay. Sang vội vã chạy đi tìm Mi, cứ như là cậu ta đã gặp phải một chuyện kinh khủng nào đó. Sang đi loanh quanh trong khu trường học để tìm Mi, cậu bỗng thấy một chiếc cầu thang. Sang nhớ lại rằng khi mới tới ngôi trường này, cậu và cậu ấy đã chơi đến bậc thang ở đây, nhưng giờ cậu ấy không còn ở đây nữa rồi. Thế nhưng cậu ấy trong miệng Sang là ai? Sang bước xuống cầu thang, cậu vừa đi vừa đếm từng bậc thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Thật kỳ lạ, tại sao cầu thang bỗng nhiên xuất hiện thêm một bậc? Sang tự hỏi từ khi nào mà cầu thang này lại được xây thêm một bậc. Dù cảm thấy kỳ lạ, Sang vẫn mặc kệ và tiếp tục đi tìm Mi. Nhưng điều kinh khủng nhất đang chờ đợi cậu ngay phía trước. Sau khi Sang bước xuống bậc thang thứ 13, Sang rẽ vào hành lang. Lúc này xác của Mi được thả từ trên trần xuống. Sau đó chiếc đèn pin trên tay Sang bỗng tắt. Cả ngôi trường chìm vào bóng đêm và không ai có thể biết được chuyện gì sau đó đã xảy ra. Câu chuyện ma đầu tiên của cô gái đã kết thúc. Chàng trai cảm thấy thật kỳ lạ vì câu chuyện mà cô vừa kể nghe có vẻ rất ăn khớp với câu chuyện của cậu. Nhưng đó là câu chuyện xảy ra tại phòng thanh nhạc cũng của ngôi trường đó, nơi đó xảy ra cái chết của một cô gái nọ, câu chuyện đáng sợ tới mức ai kể lại cũng phải run rẩy. Lúc này, theo lời dẫn chuyện của chàng trai, game sẽ đưa người chơi vào chương 2 với tên The Music Room, phòng thanh nhạc. Vào lúc đó, cô gái đang đi một mình tại hành lang trường học. Trùng hợp thay, nhân vật chính của câu chuyện này cũng tên là Mi. Mi lúc này đang đợi chờ một cái gì đó. Lúc Mi đi ngang qua phòng thanh nhạc, bỗng nhiên có một tiếng đàn piano cất lên, vang vọng khắp nơi ngôi trường hoang vắng. Bản thân Mi biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn quyết định nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng học. Mi bước vào trong phòng, dường như không có gì kỳ lạ xảy ra trong phòng học cả. Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mi vừa định bước ra ngoài, thì bỗng nhiên cánh cửa đóng sập lại. Sau đó vài giây, tất cả chìm vào sự tĩnh mịch. Lớp học nhạc vốn ban ngày vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt, vậy mà ngay lúc này đây, nó thật yên tĩnh. Tuy nhiên chỉ trong một tích tắc, căn phòng yên tĩnh hiện lên khung cảnh đầy máu me với xác người nằm la liệt. Mi bắt đầu hoảng loạn và lo sợ. Cô tự nói với bản thân rằng nó bắt đầu rồi, mình phải tìm cậu ấy rồi đi khỏi đây thật nhanh. Nó ở đây là gì nhỉ? Điều gì đã khiến Mi cảm thấy hoảng loạn như vậy? Mi cố gắng để phá cánh cửa, tuy nhiên mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Ngay sau đó Mi hét lên,
dường như My đang cố gắng ra hiệu cho một ai đó. Bỗng chốc, My nhớ đến thứ đã khiến cô bước vào căn phòng quái dị này, cây đàn dương cầm. My run rẩy bước đến phía cây đàn, lúc đó cô đang nhìn vào cây đàn, sau lưng cô xuất hiện một bóng trắng nhìn chằm chằm vào cô. Tuy nhiên lúc này, My quay lại thì bóng trắng ấy đã biến mất, bỗng nhiên một cuốn sổ từ trên trần nhà rơi xuống. Lúc này My mới để ý rằng có một chiếc cầu thang trên tường dẫn đến đầu đó. Cửa chính đã bị khóa chặt, có lẽ chiếc cầu thang này chính là đường thoát duy nhất của cô. My trèo lên cầu thang và tìm đường thoát trên sân nhà. My gặp một cậu bé bí ẩn, My hỏi rằng tại sao cậu ta lại có thể ở đây, cậu ta làm gì trên này vậy? Nhưng tất cả những gì mà cậu trai bí ẩn này trả lời chỉ là không và rồi cất tiếng cười điên dại. Càng lúc mọi thứ càng trở nên kỳ lạ, My bắt đầu sợ hãi đến tột độ. Tiếng cười điên dại của người bí ẩn nó lại khiến cho My không thể kiểm soát được sự sợ hãi của mình. Và rồi cậu trai bí ẩn bỗng hét lên một cái rất thảm thiết rồi bỏ chạy. My sau khi để cho cậu trai chạy thoát thì đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chỉ biết chạy và chạy để tìm ra được một lối thoát cho riêng mình. Cuối cùng My bị rơi xuống từ cái lỗ thủng trên tầng mái. Theo như lời dẫn chuyện của cậu trai kể chuyện, lúc My rơi xuống đã có ai ở đó và chứng kiến cái chết của cô, và người đó chính là Sang. Như vậy là kết thúc câu chuyện của chàng trai dẫn chuyện. Sau khi nghe kể xong, cô gái dẫn chuyện để ý rằng dường như mọi thứ về ngôi trường đó đều rất mơ hồ. Chẳng thể nào biết được câu chuyện nào là thật, chuyện nào là giả. Nhưng con người bí ẩn kia thì sao? Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại trở nên điên rồ khi gặp My? Game chuyển sang chương 3, phòng thí nghiệm. Lúc này xuất hiện một nhân vật mới là một nam sinh tên là Lợi. Lợi lúc này cũng đang ở một mình tại trường lúc nửa đêm. Lợi cũng đang chờ đợi một ai đó vào ngay lúc này. Lợi đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm và nhìn thấy một phong thư để quên. Lợi mở phong thư ra thì bên trong là công thức để chế tạo một chất hóa học nguy hiểm. Lợi nghĩ rằng đây chắc chỉ là mấy thứ linh tinh do bọn nhóc cấp dưới viết và để lại. Ngay lúc đó, một ống thí nghiệm bỗng rơi xuống đất và vỡ ra thành nhiều mảnh. Lợi cảm thấy hơi rợn tóc gáy nên quyết định sẽ bật công tắc đèn trong phòng lên. Thế nhưng công tắc đã bị hư khiến Lợi không thể nào bật đèn lên được. Căn phòng lúc này có đang lập lòe ánh nến, bỗng từ đầu xuất hiện một cơn gió thổi tắt hết những ngọn nến trong phòng. Lúc Lợi tính đi ra khỏi căn phòng thì cánh cửa bất ngờ mở và một người bạn của Lợi xuất hiện. Cậu nam sinh này tên là Mạnh, tuy nhiên Mạnh có vẻ kỳ lạ, cậu chẳng nói chẳng rằng gì. Lợi hỏi Mạnh rằng những người khác đâu rồi và đã tìm thấy chỗ cất tiền của thầy hiệu trường chưa? Có vẻ như đám bạn của Lợi đến trường vào giờ này là để chiếm đoạt số tiền của thầy hiệu trường. Tuy nhiên, Mạnh vẫn không trả lời những câu hỏi của Lợi và tiến tới chỗ Lợi. Trên tay Mạnh là một con dao, cậu ta đang cố gắng tấn công Lợi. Trong lúc chạy trốn khỏi Mạnh, Lợi tìm thấy một con dao trong phòng và dùng nó để tự vệ trước Mạnh. Sau đó Lợi đã giết chết Mạnh. Trong lúc hoang mang, Lợi quyết định phải đi tìm những người còn lại. Lợi rời khỏi phòng thí nghiệm. Hành lang lúc này xuất hiện những vệt máu. Lợi đi theo vệt máu để tới phòng ăn. Trong phòng ăn, Lợi gặp Minh, một người cũng ở trong nhóm bạn của Lợi hiện đang ở một mình, xung quanh đầy là máu. Và Minh cũng hành động giống như Mạnh, cậu ta tấn công Lợi. Về để cứu lấy mạng sống mình, Lợi cũng đã ra tay giết chết Minh. Lợi không hiểu tại sao mọi người lại biến thành thế này. Lợi cảm thấy ớn lạnh trước cái bóng tối này. Cậu ta cố gắng bật bình ga trong phòng ăn để bật lửa, nhưng bình ga phát nổ khiến Lợi văng ra khỏi khu vực sau trường. Trong cơn đau rát vì vụ nổ, Lợi cảm thấy hoang mang trước tình cảnh này. Cậu không hiểu tại sao cậu phải giết hết lũ khốn nạn đó. Lũ khốn nạn đó là lũ nào? Lợi đi khám phá khu vực sau trường, cậu thấy một chiếc cửa sổ với một tấm kính bị vỡ. Có lẽ tiếng kính vỡ hồi nãy xuất hiện từ đây. Lợi nhìn qua chiếc cửa sổ và thấy rằng hình như có ai đó đang ở sau cửa sổ. Tới đây thì anh em cũng không khó gì để có thể đoán được rằng người đấy là Sang, nhân vật trong chương bậc thang thứ 13. Tầm mắt của Lợi ngày càng mơ hồ. Trong lúc đó, một bóng người xẹt qua ngay sau lưng Lợi. Cậu quay lưng lại để tìm hiểu thì không thấy một ai. Sau đó Lợi tìm thấy một cánh cửa vào trường học. Và rồi những người trong nhóm bạn của Lợi xuất hiện và tấn công cậu. Vì bảo vệ bản thân, cậu đã giết hết những người bạn của mình. Lợi lúc này chưa không còn tỉnh táo nữa. Cậu tự nói rằng vậy là tất cả đã chết và nở một nụ cười điên loạn. Bỗng dưng có một tiếng mở cửa vang lên. Như vậy là trong trường vẫn còn ai đó sống sót ư? Lợi không thể để bất kỳ một ai trông thấy những cái xác mà cậu đã giết, nên cậu ta quyết định đi giết người đó. Từ sau lưng Lợi, một bóng nữ bò tới. Lợi tỏ một thái độ rất ngạc nhiên khi thấy người đó. Lợi choàng tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lợi lúc này vẫn đang nằm ở con phòng thí nghiệm, nhưng Lợi thắc mắc rằng tại sao trên tay cậu lại cầm con dao. Như vậy thì không phải là mơ. Lợi phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng với mục đích phải chôn những cái xác ngay. Tuy nhiên Lợi gặp Mạnh. Mạnh nói rằng Lợi đang ở nãy giờ tại đây. Mạnh bảo rằng nãy giờ Lợi đi vệ sinh hơi lâu đấy, cả nhóm đều đang đợi cậu để ra về. Tuy nhiên lúc này Lợi đã bị ảnh hưởng quá mạnh bởi giấc mơ. Rõ ràng trong mơ cậu ta đã giết tất cả mọi người rồi cơ mà. Lợi đã gặp những ảo giác về việc những người bạn của mình bị giết trong mơ đuổi theo cậu. Trong lúc thật giả bất phân, Lợi đã leo lên một chiếc thang dây trên trần nhà để chạy trốn. Lợi đã ném con dao trên tay mình đi vì không muốn thấy nó nữa. Bỗng nhiên Lợi nghe tiếng bước chân, một cô gái bí ẩn xuất hiện.
Lợi cảm thấy lo sợ và hoang mang trước sự xuất hiện của cô gái này. Cô gái liên tục gọi tên Lợi và rồi Lợi phát điên, có vẻ như Lợi vẫn đang trong mê. Người trước mặt Lợi lúc này là My, nhưng Lợi đã nhìn thấy một cô gái khác. Lợi la hét thất thanh rồi chạy trốn vào trong bóng tối. Điều gì đã xảy ra tại ngôi trường này? Rốt cuộc lời nguyền đó xuất phát từ đâu? Tại sao nó lại hại những học sinh của ngôi trường đó? Tiếp đến chúng ta sẽ đến với trường 4, The Library, thư viện, nơi bí mật được hé mở. Trong trường này, chúng ta sẽ hóa thân vào một nam sinh tên Tuấn. Cậu ta cũng đang ở trường học vào nửa đêm và có vẻ như Tuấn đang tìm kiếm sách vở mà cậu ta đã để quên vào buổi sáng tại thư viện trường. Lúc Tuấn bỏ cuộc vì tìm kiếm và tính về nhà thì cánh cửa ra vào của thư viện đã bị khóa chặt. Tuấn tự hỏi với bản thân rằng hóa ra những người trong lớp đã nói sự thật, mình bị nhốt trong này cùng với lời nguyền đó rồi. Vậy thì lời nguyền đó là lời nguyền gì? Trong lúc bị nhốt tại thư viện, Tuấn đã tìm thấy một danh sách những học sinh chuyển nhượng trong tháng 8. Danh sách cho thấy số lượng những học sinh chuyển đi là khá nhiều. Tuy nhiên, khi lập lại đến danh sách học sinh nhập học vào tháng 8, đèn của thư viện vẫn vụt tắt. Tuấn ngày càng cảm thấy ngôi trường này rất không bình thường và điều đó kích thích trí tò mò của cậu ta. Thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu ta lại cảm thấy thật thú vị. Tuấn quyết định tìm kiếm những thư liệu ghi lại lịch sử của ngôi trường. Cậu ta tìm thấy được một cuốn sổ cũ và bắt đầu đọc nó. Trong cuốn sổ là một bản đồ kho máu với 4 điểm X máu đỏ đánh dấu trên bản đồ. Tuấn nghĩ rằng đằng nào cậu trẻ bị cái lời nguyền quái gở kia giết chết, nên cậu sẽ quyết định trò chơi tìm kho báu dựa theo tấm bản đồ này. Điểm đầu tiên mà Tuấn tìm kiếm chính là tại thư viện này. Tuấn tìm được một chiếc chìa khóa và một cọng dây thừng. Cậu dùng chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bị khóa và bước ra khỏi thư viện. Sau đó, Tuấn đi đến địa điểm thứ hai chính là tại nhà vệ sinh, nơi cậu tìm thấy một tờ lịch. Trên tờ lịch đang là tháng 12 năm 2012. Hình ảnh trên tờ lịch là hình vẽ một con mắt đang chảy máu. Sau đó, Tuấn đi ra khỏi khu vực hoa viên sân sau của trường. Bỗng nhiên Tuấn nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Đây chính là sự kiện nổ bình ga mà Lợi đã gặp phải ở chương trước. Đi theo bản đồ kho báu, Tuấn tìm đến được một vị trí được đánh dấu. Nhưng khu vực này là một bãi đất trống, ngoại trừ một khung cửa sổ bằng kính. Tuấn đã phá vỡ cửa sổ để tìm kiếm manh mối. Đây cũng chính là nguyên nhân cho tiếng kính cửa vỡ ở những phần game trước. Phía sau cửa sổ Tuấn được tìm thấy một cây bút. Tuấn tiến tới địa điểm cuối cùng, phòng thanh nhạc. Vì để giải đố, Tuấn đã gõ phím đàn trên cái đàn dương cầm. Đây cũng chính là tiếng đàn mà My đã nghe thấy trong trường trước. Sau đó, Tuấn nghe thấy tiếng chân người. Cậu không nghĩ rằng giờ này sẽ còn ai đó ở trường học, thế nên cậu quyết định trốn vào học bàn của giáo viên phòng thanh nhạc. Và rồi Tuấn trốn ở đó suốt sự kiện My khám phá phòng thanh nhạc cho đến khi cô chết vì rơi từ cái lỗ trên trần nhà. Còn số phận của Lợi cũng được sáng tỏ. Sau khi thét la thảm thiết, cậu chạy đi rồi hụt chân té chết ngay chỗ cầu thang dây tại phòng thanh nhạc. Sau đó, Tuấn lấy kho báu cuối cùng tại phòng thanh nhạc chính là quyển nhật ký rồi cậu quay trở về thư viện trường. Tuấn quyết định sẽ tìm hiểu cuốn nhật ký vì cậu cho rằng manh mối của tất cả mọi việc sẽ nằm tại đây. Lúc này game chuyển qua chương 5, Good Morning chào buổi sáng. Game cho chúng ta một đoạn cutscene nói về cuốn nhật ký của một người tên là Linh. Nhật ký bắt đầu vào một ngày nắng đẹp. Ngày mà cô bé và một người đàn ông đi vào trường, trông có vẻ như họ thuộc tầng lớp khá giả. Cô gái đó tên là Thủy, một học sinh mới chuyển tới trường vào ngày hôm nay. Thủy vốn không phải là người dân vùng này mà gốc cổ Hà Tĩnh. Cô bé chuyển tới đây vì lý do cha mẹ ly dị. Vì thế cô theo cha đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm ấy là ngày 5 tháng 12, nghe Thủy nhập học nhưng dường như chẳng một ai thèm để ý đến cô bé. Ngày 9 tháng 12, một học sinh nữ trong lớp vô tình bị té cầu thang và chết. Trạng thái khi chết của cô rất tệ, hai chân bị vẹo lên, xương lồi ra và máu chảy bê bét. Cách đó khoảng vài tiếng trước, một học sinh khác cũng đã trượt chân và ngã vào một thứ sắc nhọn mà cậu ta đang cầm. Ngày 10 tháng 12, chỉ một ngày sau khi xảy ra những sự kiện kia, thế nhưng mọi chuyện dường như đã chìm xuống. Linh cũng vào ngày hôm đó đã vô tình cảm thấy một bức tranh kỳ lạ khi bước vào phòng thư viện, cứ như nó đang nhìn chăm chăm vào cậu ấy vậy. Linh cũng tìm ra một căn phòng bí mật phía sau những tấm gương. Ngày 11 tháng 12, khi Linh đang đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, thì một viên đá bay thẳng vào tấm kính và đập mạnh vào mắt cậu ta. Trong lúc đôi mắt của cậu trở nên mờ ảo, cậu ta thấy thấp thoáng hình bóng của cô ta. Cô ta ở đây chắc có thể là nhắm vào Thủy. Ngày 12 tháng 12, tấm kính bị vỡ đã được thay, nhưng mỗi khi nhìn vào đó, Linh lại nhớ thấy hình ảnh của cô ta. Liệu cô ta có phải người khiến mắt cậu trở nên như thế này? Không có điều gì là chắc chắn cả. 14 tháng 12, một học sinh nữa lại chết. Nguyên nhân tử vong là cậu ta lấy một cây bút và tự đâm vào tai mình. Và ghê rợn hơn chính là cậu ta đã mở miệng và cười điên dại trước khi chết, và ngay sau khi chết cũng vậy. 15 tháng 12, Linh đã quay trở lại căn phòng bí mật mà cậu đã tìm thấy. Cậu nghĩ rằng mọi thứ xảy ra chỉ bởi một lý do. Đúng lúc đó có một tiếng thét vang lên. Linh hoảng loạn chạy đến lớp và xem chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ lại có thêm một người chết? Tuy nhiên lần này không phải chỉ có một mà đến tận 3 người chết với tư thế bị treo cổ. Có vẻ như Linh đã nhận thấy được điều gì đó. Tối hôm ấy, cậu quyết định ngủ lại trường tại căn phòng bí mật. Buổi tối ở trường thật yên tĩnh một cách kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là cô học sinh mới, Thủy, đang đứng trước cửa của căn phòng bí mật.
Sau đó cô ta mở tấm gương ra và bước vào. Từ lúc ấy, Linh dường như chắc chắn được một điều rằng kể từ khi Thủy bước chân vào ngôi trường này cũng là lúc mọi chuyện xấu xảy ra. Càng lúc Linh càng nghe rõ tiếng bước chân của Thủy, nhưng Linh đã nhanh chân kịp trốn vào chiếc tủ đối diện với cái bàn mà cậu hai ngồi để viết nhật ký. Trong lúc lẩn trốn, Linh đã ngủ quên. Lúc cậu tỉnh dậy, trời đã sáng và không thấy Thủy đâu nữa. Ngày 23 tháng 12, lại một lần nữa xuất hiện những cái xác mới. Thủy đã giết tất cả mọi người, cậu tự hỏi rằng tại sao không ai nghi ngờ điều đó, tại sao chỉ có mình cậu để ý. 24 tháng 12, lúc đang viết dòng nhật ký này, Linh đang ở trong thư viện. Nhiều học sinh ở lớp khác sau khi nhìn thấy những cái chết đó đã chuyển trường. Ngôi trường lúc này nhuốm màu u ám, ngay cả Linh cũng muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng sau đó, một đoạn dài nhật ký đã bị bỏ qua. Có vẻ như Linh đã không viết nhật ký rất lâu, trong một khoảng thời gian rất dài. Trang nhật ký tiếp theo chính là vào ngày 13 tháng 3. Lúc này đã bắt đầu một năm học mới, Linh lúc này đã chuyển sang một ngôi trường mới. Trong nhật ký cậu ta ghi rằng, nhưng cũng thật buồn vì ở đây tôi không còn được thấy cậu ấy nữa. Tối nay tôi sẽ trở lại trường cũ và bỏ lại những thứ liên quan đến nó, cùng những tội lỗi mà tôi gây ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến ngôi trường đó nữa. Những thứ tôi lấy được ở trong căn phòng bí mật, tôi sẽ cất mọi thứ ở một nơi khác nhau, nơi mà đảm bảo không ai có thể tìm thấy. Thế nhưng cậu vẫn mong một ai đó có thể tìm thấy và khám phá ra tất cả bí mật tại nơi này. Sau khi đọc xong cuốn nhật ký, game sẽ đưa cho chúng ta đến trường cuối cùng, chương 6, The End. Sau khi đọc xong cuốn nhật ký, Tuấn cho rằng cô gái tên Thủy mà cuốn nhật ký nhắc tới rất có thể là nguyên nhân chưa lời nguyền xảy ra trong trường. Tuấn nhận ra rằng căn phòng bí mật sẽ là mảnh ghép cuối cùng giúp cậu khám phá ra hầu hết những điều này. Tuy nhiên cánh cửa ra khỏi thư viện lại một lần nữa bị khóa. Chìa khóa mở cửa thư viện lúc nhặt được đã bị đánh rơi. Tuy nhiên lúc này có ai ở ngoài kia đang đập vào cánh cửa thư viện. Bóng đèn trong thư viện chớp tắt liên tục. Dù Tuấn thấy Thủy, cô càng ngày càng gần Tuấn với khuôn mặt máu me bê bết. Cô ta thì thào với Tuấn rằng chào mừng học sinh mới. Rồi Thủy biến mất, để lại Tuấn ở lại với sự hoang mang rằng không biết chuyện gì đã vừa xảy ra. Lúc này, Tuấn thử mở cửa một lần nữa và cánh cửa đã mở được. Tuấn đi ra hành lang và cậu trông thấy những mũi tên đỏ đang chỉ dẫn cậu đi tới một nơi nào đó. Trong lúc đi vào phòng chứa đồ, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh cậu thay đổi. Bỗng nhiên, cậu đang đứng trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng và từ đầu xuất hiện một cục đá ném thẳng qua cửa sổ và đập vào mắt cậu. Tuấn lúc này phải nhanh chóng đi tìm phòng y tế để chữa trị vết thương cho mình. Khúc này game sẽ chia ra làm nhiều ending khác nhau. Trước khi phân tích ending thì để tôi spoil luôn cho anh em nguyên nhân và sự việc dẫn đến tất cả những sự kiện xảy ra trong ngôi trường để cho anh em dễ hiểu nhé. Có một sự thật rằng những thảm kịch xảy ra ở đây không bắt đầu từ một lời nguyền nào cả. Sự thật rằng Sang là một kẻ sát nhân biến thái. Hắn chính là kẻ đã giết 7 người bạn cùng lớp trong 2 tuần liền, là nguyên nhân của những vụ sát hại trong cuốn nhật ký của Linh. Sau khi chết đi, Thủy trở thành một oan hồn đầy hận thù và ám lấy ngôi trường, hành hạ những học sinh hoặc người còn sống, dám lảng vảng trong ngôi trường vào ban đêm bằng những ảo giác kinh hoàng. Hiệu trưởng của trường học này đã biết tất cả sự việc, nhưng vì sợ mất danh tiếng và phải đóng cửa trường học, ông ta đã thông đồng với Sang và Linh để giết các nhân chứng, dám tìm hiểu bí mật xung quanh ngôi trường và ném xác họ vào căn phòng bí mật. Linh mặc dù không muốn làm, nhưng vì tên hiệu trưởng đã nắm thóp của cậu, vì cậu là người đã sát hại Thủy nên đành phải nghe theo thầy hiệu trưởng. Sau một thời gian dài, Linh quyết định chấm dứt những việc làm sai trái này và chuyển trường. Tuy nhiên, cậu vẫn mong rằng sẽ có một ai đó phanh phui tất cả bí mật khủng khiếp này nên đã để lại cuốn nhật ký cho những học sinh mới khám phá. Còn Sang là một kẻ biến thái nên cậu ta vẫn luôn ở lại trường chỉ để thỏa mãn ham muốn giết người của mình. Về lời nguyên của Thủy, thật ra Thủy chỉ tạo ra những ảo ảnh trong ngôi trường chứ không hề ra tay giết ai cả. Những điều kỳ lạ xảy ra trong trường đều chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, để có thể sống sót qua những ảo ảnh này, thì nạn nhân phải chết trong ảo ảnh của người khác. Nếu không đúng 24 giờ sau, nạn nhân sẽ chết thật sự. Đó là lý do mà vào khúc sau của game, ta vẫn thấy Mi còn sống, vì Mi thì đã chết trong ảo ảnh của Sang. Hóa ra những sự kiện bí ẩn mà những nhân vật như Lợi, Tuấn, Sang, Mi gặp chỉ là ảo ảnh từ Thủy hoặc từ một đám trẻ tự hù dọa nhau thôi. Nếu mấy ông để ý thì ở 2 chương đầu, San và Mi luôn miệng kêu rằng tụi nó đã bắt đầu ý chí rằng ảo giác từ Thủy đã bắt đầu ảnh hưởng lên cả hai. Và rồi bóng ma thỉnh thoảng xuất hiện thấp thoáng trong trường chính là bóng ma của Thủy. Ok, giờ chúng ta sẽ vào phân tích những ending trong tựa game này. Ending đầu tiên, nếu Tuấn kịp thời dùng túi sơ cứu để trị vết thương ở mắt thì ngay lập tức Tuấn sẽ bị một bóng đèn bí ẩn lao vào. Ngày hôm sau, Tuấn sẽ tỉnh dậy trong tình trạng kiệt sức và được y tế thông báo rằng Sang đã tìm thấy cậu và đưa anh vào phòng y tế. Tuấn tìm Sang tại lớp 10C, nơi cậu gặp cả Sang và Mi. Hai người giải thích cho Tuấn về cách để sống sót khỏi lời nguyền trong ngôi trường này. Sau đó Tuấn quyết định rời khỏi ngôi trường do những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Cậu ta đi vào căn phòng thầy hiệu trưởng và nói với ông ta rằng cậu ta muốn chuyển trường và được thầy hiệu trưởng chấp thuận. Sau đó không lâu, Tuấn nhận thấy trước đó có gì đó không ổn và xem lại cuốn nhật ký. Tuấn nhớ lại tất cả những gì Sang nói trước đó trong lớp học và nhận ra hắn ta là kẻ giết người.
Khi Tuấn định bỏ chạy thì bị Sang xông vào và đâm chết. Sau đó, Sang đưa xác chết của Tuấn tới căn phòng bí mật. Sau đó, thầy hiệu trưởng cũng bước vào căn phòng để khen ngợi Sang vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Ending thứ hai, nếu Tuấn không kịp sử dụng túi sơ cứu, mọi chuyện vẫn sẽ diễn biến giống ending đầu tiên cho đến lúc Tuấn quyết định kể cho Sang nghe về một căn phòng bí mật và họ cần phải tìm ra nó. Sau đó, Sang dẫn Tuấn đến một căn phòng đầy gương. Tuấn mở ra được căn phòng bí mật, thế nhưng Sang đã đẩy Tuấn vào trong và khóa cửa lại. Khi bị nhốt trong phòng, Tuấn đã tìm ra được sự thật về Sang, Linh, Thủy và cả về thầy hiệu trưởng. Trong ending này, Tuấn không thể mở được chiếc tủ có chứa con dao nên cậu đành đánh gục Sang và trốn vào thư viện. Tuy nhiên không lâu sau đó, Sang xông vào và đâm chết Tuấn. Hắn ta mỉa mai rằng Tuấn đã thất bại và một năm học mới bắt đầu. Và chúng ta thấy khung cảnh Sang tham gia vào buổi lễ khai giảng và điều đó ám chỉ rằng anh ta sẽ tiếp tục giết nhiều học sinh mới tò mò về ngôi trường này. Ending thứ 3 có thể hiểu là happy ending trong tựa game này. Nếu Tuấn đi theo trình tự trong ending 2, tức là không lấy được con dao sau đó hãnh gục Sang và trốn thoát, Tuấn sẽ nhặt được cây bút mà cậu ta đã đánh rơi và sau đó Sang xông vào ra ngoài muốn giết Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn đã tự vệ bằng cây bút mà cậu ta nhặt được và giết Sang. Sau đó Tuấn quay lại thư viện và chờ đến nửa đêm. Trường học sau đó bị đóng cửa, hiệu trưởng bị bắt vì tội ác của mình, còn Linh thì bỗng xuất hiện và nhìn vào ngôi trường đã bị đóng cửa rồi quay lưng đi. Ending cuối cùng, true ending. Nếu trong lúc Tuấn bị nhốt trong căn phòng bí mật và cậu nhập đúng mật khẩu để lấy được con dao, cậu sẽ dùng con dao này và đâm chết Sang. Tuy nhiên điều đó cũng biến cậu thành hung thủ giết người. Hiệu trưởng lúc này quyết định mang Tuấn ra làm kẻ thế mạng bằng cách đổ hết tội cho Tuấn. Tuấn lúc này được đưa vào nhà thương niên, nơi cậu ta liên tục gặp những ảo giác về một việc ngày nào đó Sang sẽ đến và giết cậu. Còn Sang thì vẫn chưa chết và cậu ta tỉnh dậy tại một bệnh viện. Và nếu như người chơi game mà không xếp một lần nào, chúng ta sẽ cùng mở khóa được một ending bí mật sau True Ending. Lúc này đã là vài tuần sau sự kiện chính của game, chúng ta thấy được khung cảnh Sang đứng bên một miệng giếng ở phía sau trường học. Cậu ta nói rằng đã được một thời gian rồi nhỉ, hả Linh? Có lẽ Linh đã chết và Sang đã vứt xác cậu ta xuống cái giếng này. Tuy nhiên cái chết của Linh vẫn chưa được xác định vì không rõ là linh hồn của Thủy đã trả thù Linh hay do Sang muốn giết người diệt khẩu. Ok, trên đây là tóm tắt và phân tích câu chuyện của tựa game RPG Maker Việt Nam Seven Mysteries. Anh em thấy hàng Việt Nam chất lượng có cao không ạ? Và nếu muốn tôi làm về bất kỳ chủ đề gì trong game thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới video nhé. Nhắc lại với anh em, tôi đã để link mua áo độc quyền của Mi Game trong phần mô tả video nha. Phiên bản giới hạn giá chỉ 269k. Anh em Mi fan nhớ mua về mặc Tết ủng hộ Mi Game tôi nha. Bây giờ thì vào tiết mục bạn hỏi, Mi Game trả lời thôi. Mi Game có phải là cú có gai không? Không nha, có cần tôi show ra cho anh em xem không đây? Mi Game có chơi Free Fire không ạ? Thật ra thì tôi cũng từng thử để chơi trải nghiệm xem sao, nhưng không hợp gu lắm nên là tôi xóa rồi. Cô Mi Game ơi, cho cháu biết độ tuổi trung bình của team Mi Game đi. 24 làm tròn 20 nha. Sắp thi học kỳ rồi, chúc em thi tốt đi. Không biết lúc video này lên em còn thi học kỳ 1 không? Nếu chưa thì chúc em thi tốt, còn nếu rồi thì chúc em thi lại tốt nhé. Hôm nay tới đây thôi nhé, đừng quên khung giờ thứ 2, 4, 6 và lúc 18 giờ mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên cả thứ 5 nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.